Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, vào tháng 3 hàng năm, sự kiện Giờ Trái Đất lại được tổ chức trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Tháng 3 năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh ta cũng như các tỉnh thành khác trong cả nước không tổ chức meeting hưởng ứng. Nhưng việc tắt đèn trong vòng 1 giờ vẫn đang được tuyên truyền vận động toàn dân hưởng ứng thực hiện. Hoạt động này dự kiến diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút tối thứ Bảy ngày 26 tháng 3 năm 2022. Ngoài việc tiết kiệm năng lượng, sự kiện này còn là dịp để toàn dân chung tay tham gia xây dựng và bảo vệ môi trường, bảo vệ thiên nhiên, góp phần chống biến đổi khí hậu. Những việc làm đó vẫn được duy trì thực hiện thường xuyên và ngày càng lan tỏa ở tỉnh ta. Nội dung này sẽ được thông tin đến quý vị trong phóng sự ngay sau đây. Tiếp đó là phản ánh về công tác thu gom, xử lý rác thải từ các F0 cách ly điều trị tại nhà. Cuối chuyên mục là những ghi nhận về cảnh quan môi trường thành phố Điện Biên Phủ trong những ngày chào mừng các sự kiện quan trọng của địa phương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Theo công văn số 563 ngày 9 tháng 2 năm 2012 của Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2022, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, không tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi các cơ quan chức năng chưa công bố hết dịch. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trong tập đoàn phối hợp triển khai phổ biến các nội dung về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, tuyên truyền trực tuyến trên website, fanpage, các ấn phẩm truyền thông. Một trong những đơn vị hưởng ứng mạnh mẽ chiến dịch Giờ Trái Đất ở tỉnh ta là Công ty Điện lực Điện Biên. Trên cơ sở chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hàng năm, đơn vị đã chủ động sáng tạo, phối hợp với chính quyền, nhân dân địa phương và các tổ chức đoàn thể, đối tác truyền thông, thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền trong thực tiễn, có thể tác động đến nhiều đối tượng khách hàng trong việc chuyển biến nhận thức thành hành động sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Ngay như tại cơ sở sản xuất bánh phở của gia đình ông Hà Xuân Khỏa ở phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ này, lượng tiêu thụ điện hàng tháng trung bình từ 7 đến 8.000 kWh. Xác định được nhu cầu tiêu thụ năng lượng của gia đình ở mức cao nên gia đình ông đều phải tập trung sản xuất vào giờ thấp điểm. Trước là để nâng cao hiệu quả sản xuất của gia đình, sau là nhằm góp phần đảm bảo nguồn năng lượng ổn định để cung cấp cho toàn dân, hạn chế những tình huống mất ổn định trong cung cấp điện vào giờ cao điểm. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng điện sinh hoạt, gia đình ông Khỏa cũng chủ động thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện trên cơ sở đã được tuyên truyền hướng dẫn từ phía ngành điện. Gia đình thì trước hết là nói về điện gia đình thì nó đơn giản thôi. Các cháu đây thì bên nhà thì nói chung là cũng là dùng bếp ga và bếp từ lẫn lộn. Là vì có những lúc nó mất điện mà. Thì cũng chuẩn bị tất cả các thứ, thí dụ một bữa cơm thì chuẩn bị đâu đấy rồi. Lúc vào nấu nướng là nấu một lúc là xong luôn thôi. Tìm mọi cái điều kiện như thế. Thế thì còn bóng điện thì thường là có một bóng ở giữa nhà. Là hiện nay nó có cái loại bóng LED như thế thì dùng một bóng khoảng 30 W thôi. Còn tất cả như trong buồng nhà, bếp, cầu thang, vệ sinh là chúng tôi đều dùng bóng từ 1 W. Thì hai gia đình nhà tôi bên này, nhà bên kia, cháu bên này là hết khoảng 800 nghìn thôi mà. Thế thì như thế là cũng tương đối là tiết kiệm. Về phần cái máy kia thì như này. Tức là nó phải dùng điện 3 pha và cái công suất của nó thì một tháng trung bình cỡ khoảng 8.000 kWh điện. Nếu như tất cả các xưởng này mà làm, nghĩa là vô tội vạ cứ giờ nào cũng làm, thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều người. Thế tôi nói vui là điện lực thì không được thu nhiều ở chỗ này, đấy, nhưng mà lợi cho dân. Cũng như gia đình ông Khỏa, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh phải sử dụng lượng điện cao. Dù không thể tiết kiệm điện do nhu cầu sản xuất, nhưng họ cũng luôn chủ động sử dụng điện vào thời gian hợp lý để giảm tải cho lưới điện. Với cơ sở sản xuất của chúng tôi thì để chúng tôi hưởng ứng cái Giờ Trái Đất tiết kiệm điện thì cơ sở của chúng tôi cũng tiêu thụ một lượng khá lớn. Cho nên là nhiều khi cũng không thể nào mà ngừng sản xuất. Thế nên là chúng tôi đã áp dụng một số biện pháp như là chỉ sản xuất những giờ thấp điểm, giờ trung bình. Còn những giờ cao điểm thì chúng tôi sẽ ngừng sản xuất và trong chúng tôi sẽ tiết kiệm hết sức có thể.
Trong một giờ thực hiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2021, cả nước đã tiết kiệm được trên 350.000 kWh, tương đương với trên 650 triệu đồng. Ở tỉnh ta, dù không thống kê được lượng điện tiết kiệm trong một giờ tắt đèn, nhưng cả năm 2021 cũng tiết kiệm được trên 400.000 kWh. Việc tiết kiệm được lượng điện lưới sẽ hạn chế được việc nhân thêm các nhà máy thủy điện, đồng nghĩa giảm được tác động xấu đến môi trường, thiên nhiên. Một việc làm khác nhằm giảm thiểu tiêu thụ điện lưới là phát triển điện mặt trời. Đây cũng là một trong những giải pháp tối ưu trong sản xuất năng lượng, phục vụ nhu cầu tiêu dùng mà ít ảnh hưởng đến môi trường, thiên nhiên so với các nhà máy thủy điện. Tại tỉnh ta, mô hình này ngày càng được nhân rộng bởi sự đa lợi ích của nó. Các tấm pin năng lượng mặt trời có thể tạo ra điện sạch, không gây ô nhiễm và bền vững, do đó không dẫn đến phát thải nóng lên toàn cầu. Lợi ích kép từ việc sử dụng điện mặt trời đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong thực tế. Nếu đầu tư càng lớn thì lợi nhuận càng nhiều. Ngay như tại siêu thị Hoa Ba, thành phố Điện Biên Phủ, một cơ sở có nhu cầu sử dụng điện lớn ở tỉnh ta. Trung bình mỗi tháng, siêu thị tiêu thụ hết hơn 200 triệu tiền điện. Để giảm bớt cho khoản chi phí đó, từ năm 2019, cơ sở đã đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với công suất lắp đặt là 150 kWh, sản lượng điện hòa lưới đạt trên 12.000 kWh. Với sản lượng điện đó đã giúp cơ sở giảm chi phí tiền điện gần 100 triệu đồng mỗi tháng. Trong năm vừa qua thì bên công ty chúng tôi cũng đã áp dụng cái hệ thống năng lượng mặt trời này để cho giảm thiểu cái tiền điện hàng tháng đi, thì bên công ty chúng tôi đầu tư hơn 3 tỷ tiền lắp hệ thống năng lượng mặt trời này, thì hàng tháng nó cũng tiết kiệm được cũng khoảng 90 đến 100 triệu tiền điện. Thì từ cái lợi ích của cái năng lượng này, tôi cũng hy vọng là mọi người cũng tham khảo để lên lắp hệ thống năng lượng mặt trời này. Ở chiến dịch giờ trái đất năm 2022, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF lấy chủ đề Kiến tạo tương lai bây giờ hoặc không bao giờ, nhằm thôi thúc toàn cầu tích cực hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái một cách kịp thời và liên tục. Với thông điệp, mục tiêu đó, dù không tổ chức được các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, thì việc bảo tồn thiên nhiên vẫn có thể thực hiện được hàng giờ, hàng ngày với mỗi tập thể cá nhân. Với thực tiễn ở tỉnh ta, không chỉ bây giờ mà lâu nay, những việc làm bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái vẫn được toàn dân tỉnh ta duy trì thực hiện. Một trong những nhiệm vụ để bảo tồn hệ sinh thái là quản lý, bảo vệ và tăng cường kiểm soát hoạt động mua bán động vật hoang dã. Bởi những năm qua, tình trạng người dân săn bắt, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, trong đó có những loài quý hiếm vẫn diễn ra, gây ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển các loài động vật trong hệ sinh thái. Do đó, việc kiểm soát hoạt động mua bán động vật hoang dã được lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh duy trì thực hiện thường xuyên. Đối với những chương trình về những cái tháng hành động trong cái đa dạng sinh học cũng như là bảo tồn các cái loài động vật, thì chúng tôi cũng thường xuyên để triển khai đến các cái đơn vị cơ sở để anh em tăng cường trong công tác quản lý. Đặc biệt đây là chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân thực sự là hiểu rõ. Ngoài ra chúng tôi cũng tăng cường trong công tác này truy quét những các cái đối tượng đầu lậu thường xuyên có cái hành vi buôn bán, để mà chúng ta kịp thời xử lý, cắt đứt các nhu cầu để mà giảm đi cái nguồn cung. Thì qua 5 tháng đầu năm đến thời điểm này thì trên địa bàn tỉnh chúng tôi cũng đã phát hiện và xử lý 3 vụ. Thì ở đây thì có 2 vụ là ở thành phố Điện Biên Phủ và 1 vụ ở Tuần Giáo. Thì bao gồm có cả các nhóm động vật nằm trong nhóm nguy cấp quý hiếm và nhóm động vật thông thường. Thì so sánh với các cái năm trước thì năm 2021 này thì cái tình hình vi phạm về cái tình trạng là săn bắt, bẫy bắt, rồi buôn bán, tiêu thụ động thực vật hoang dã thì cũng đã giảm thiểu rất nhiều. Việc bảo tồn và phát triển hệ sinh thái còn được thực hiện bằng nhiều nhiệm vụ khác nhau thông qua bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn có hiệu quả các loài và nguồn gen, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế xã hội tới các hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Một trong những yếu tố nhằm chống biến đổi khí hậu được quan tâm hàng đầu là hạn chế xả thải, nhất là các chất gây nguy hại cho môi trường như rác thải nhựa, chất thải y tế và chất thải trong sản xuất kinh doanh. Ở tỉnh ta, mặc dù chưa có những cơ sở địa bàn gây ô nhiễm lớn bởi chất thải, nhưng việc xả thải rác nhựa ra môi trường, nhất là đồ nhựa sử dụng một lần, vẫn tồn tại nhiều trong cuộc sống hàng ngày của người dân.
Do đó, phong trào nói không với rác thải nhựa đã hình thành và đang được lan tỏa trong toàn tỉnh từ những hành động nhỏ nhất. Qua đây đã góp phần làm giảm đáng kể lượng rác nhựa thải ra môi trường. Mô hình nói không với rác thải nhựa mang lại hiệu quả rõ rệt là tái chế nhựa thải làm đồ dùng, đồ chơi, đồ trang trí trong trường học. Mai em được cùng với các thầy cô và các bạn tham gia hoạt động trải nghiệm về mùa hè cho em là rất thú vị. Và hoạt động này là công việc là trang trí các lớp học, vẽ tranh, vẽ tường, trao tặng đồ dùng học tập. Với tình hình hiện nay thì với lượng rác thải nhựa rất lớn này thì chúng ta cần có các cách xử lý rất khác nhau. Và đặc biệt là chúng ta có thể tái chế rác thải nhựa thành các đồ dùng học tập ạ. Em thấy các đồ dùng mà các cô chú để tái sử dụng lại thành trò chơi toàn là những các vật liệu đã được qua sử dụng, ở như nắp chai để làm bộ cờ vua, còn mét thì có thể để làm các trò chơi ô ăn quan. Em thấy rất là có ý nghĩa và bảo vệ được môi trường. Cùng với nói không với rác thải nhựa, việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo các quy định của luật bảo vệ môi trường cũng là việc góp phần không nhỏ đến hiệu quả của việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Do đó, việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt đã được cải thiện nhiều so với trước đây. Việc phân loại rác cũng đang dần được người dân thực hiện và tạo thành thói quen. Mặc dù chưa được thực hiện triệt để như quy định, nhưng cơ bản người dân đã phân loại được rác hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế. Nhất là với khu vực nông thôn, toàn bộ rác hữu cơ đã được họ tận dụng làm phân bón cho cây trồng hoặc tự xử lý tại vườn nhà. Từ khi có lò đốt này thì chúng tôi cũng huy động bà con hàng xóm ở trong gần cái phân biệt loại rác ra, và rác nào đốt được và rác nào không đốt được, và cái nào không đốt được thì chúng tôi tự hủy, thì chúng tôi có một khu riêng để phân biệt ra, còn đốt được thì chúng tôi tự gom vào lò và đốt hàng ngày ạ. Ngoài ra, việc trồng rừng hay khoanh nuôi tái sinh rừng cũng là một giải pháp hữu hiệu, khẩn thiết nhằm bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Công tác này tại tỉnh ta những năm gần đây đã thực hiện khá hiệu quả ở mỗi địa phương. Trung bình mỗi năm toàn tỉnh trồng và khoanh nuôi tái sinh ước khoảng 5.000 ha, nâng tổng diện tích rừng hiện có của Điện Biên lên trên 400.000 ha. Việc trồng mới hay khoanh nuôi tái sinh rừng ở tỉnh ta không chỉ là sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp, mà ngay cả người dân cũng ngày càng mặn mà hơn với việc phát triển rừng, bởi họ đã nhận thức được rõ những lợi ích từ rừng mang lại cho cuộc sống của chính họ. Trước đây thì mình cũng dừng lại trồng ngô, trồng sắn, bây giờ nó cũng không được năng suất mấy, thì bây giờ nó cũng có nhà nước để hỗ trợ về cây giống, về trồng rừng, về sau này mình có thể phát triển hơn, có rất nhiều lợi ích về bảo vệ đất đai, chống sạt lở, để bảo vệ cả nguồn nước. Có cây để cho dân trồng rừng thì dân rất là mong đợi để được trồng rừng, mong được trồng để không cho đất trống, bà con có công việc để làm, có thu nhập, rồi rừng có thể giữ được nước và có một môi trường tốt. Nhà nào còn đất mà chưa trồng rừng thì chuyển sang trồng để có thêm rừng. Từ sự kiện giờ trái đất, dù triển khai thực hiện bằng hình thức nào thì cũng tạo hiệu ứng tích cực đến nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân tỉnh ta trong thực hành tiết kiệm điện và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Từ đó, môi trường thiên nhiên của địa phương ngày càng được bảo vệ và phát triển đa dạng và phong phú hơn. Thưa quý vị và các bạn, một trong những mối quan tâm hàng đầu về môi trường trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp là rác thải từ các F0 cách ly điều trị tại nhà sẽ được thu gom xử lý như thế nào, làm sao để ngăn ngừa được mầm bệnh từ số rác thải của các F0 cách ly điều trị tại nhà. Phóng viên chuyên mục đã tìm hiểu việc làm này trong thực tiễn ở thành phố Điện Biên Phủ và phản ánh cụ thể qua phóng sự sau đây. Xác định sự nguy hại của rác thải từ các F0, trong đó có các F0 cách ly điều trị tại nhà và trên cơ sở quy định hướng dẫn của Bộ Y tế, tỉnh ta cũng đã ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn việc thu gom xử lý rác thải đối với những trường hợp này trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở quy định hướng dẫn, các địa phương ở tỉnh ta đã triển khai nhiều việc làm cụ thể. Đơn cử như tại thành phố Điện Biên Phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố đã hợp đồng với Công ty Môi trường Đô thị và Xây dựng Điện Biên để đảm nhiệm thu gom xử lý rác thải từ các F0 quản lý tại nhà. Do đó, đơn vị đã chủ động thực hiện bằng những việc làm cụ thể.
bên công ty đã chủ động bố trí các thùng nhựa thu gom tại các điểm tập kết như giao cho phường, và các phường sẽ dán cái chữ để dấu hiệu là cái đó là cái rác có nguy cơ lây nhiễm Covid. Thì công ty đã bố trí các điểm thùng đó, còn thu gom theo giờ thì có được các công nhân thu gom và các túi buộc vào trong túi bóng đấy, trong thùng để cẩu đi. Cùng với sự chủ động làm nhiệm vụ của công ty, hiện nay ở hầu hết các xã phường trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã được đặt hệ thống thùng riêng biệt để chứa rác của các F0 quản lý tại nhà. Kết hợp với đó là việc tuyên truyền hướng dẫn các F0 và gia đình việc thu gom xả rác theo quy định khi cách ly điều trị tại nhà. Thì hiện tại trên địa bàn của chúng tôi thì cũng đã được công ty môi trường đô thị là đặt 4 cái thùng rác tại 4 cái địa điểm cố định. Thùng rác thì đúng theo quy định tiêu chuẩn. Và tổ giám sát cộng đồng cũng đã thì giám sát và nhắc nhở người dân về cái thời gian tập kết rác này, địa điểm tập kết rác, thu gom, cái cách thức thu gom này, phân loại làm sao để cho nó đảm bảo. Nhờ đó, các F0 cũng như người nhà đã chủ động tuân thủ các quy định trong thu gom rác theo hướng dẫn. Tôi phân loại rác thải ra làm hai túi bóng. Thì một túi là rác thải của y tế, khẩu trang, rồi là những cái vỏ thuốc, rồi giấy vệ sinh. Thì tôi có gom vào thành một loại rồi tôi cho vào thùng rác của y tế. Trước khi tôi mang ra để cho vào thùng rác, tôi có xịt khử khuẩn. Và đến đêm khuya muộn thì tôi mới mang ra để cho tất cả mọi người đi ngủ hết thì tôi mới mang ra. Tuy nhiên, so với các quy định về thu gom xử lý rác thải của các F0 quản lý tại nhà, trong thực tiễn vẫn còn nhiều bất cập. Việc bố trí nhân lực cũng như hệ thống thùng chứa và các điều kiện về vật tư khác chưa đạt được yêu cầu quy định. Đáng ngại hơn là nhiều F0 không khai báo y tế nên không được quản lý hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, cũng như việc thu gom xử lý rác thải của họ. Mặt khác, lực lượng chức năng cũng đã quá tải với khối lượng công việc hàng ngày, nên để giám sát theo dõi và xử phạt các trường hợp chưa thực hiện nghiêm các quy định trong thu gom rác thải của F0 quản lý tại nhà chưa thể thực thi. Đó là những yếu tố có nguy cơ cao gây phát tán mầm bệnh trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, song song với việc đảm nhiệm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải từ các F0 cách ly điều trị tại nhà, Công ty Môi trường Đô thị và Xây dựng Điện Biên những ngày này cũng tập trung cho việc tạo cảnh quan môi trường đô thị thành phố Điện Biên Phủ xanh sạch đẹp, vừa phục vụ lễ hội Hoa Ban, vừa để chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố Điện Biên Phủ. Phóng viên chuyên mục ghi nhận trong những ngày gần đây. Diện mạo thành phố Điện Biên Phủ bước sang năm 2022 đã có thêm nhiều điểm nhấn mới, nhất là trong những ngày diễn ra lễ hội Hoa Ban năm 2022 và hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố Điện Biên Phủ. Khắp các trục đường chính của thành phố đều rực rỡ hơn bởi sắc cờ hoa. Để có được cảnh quan tươi mới này, Công ty Môi trường Đô thị và Xây dựng Điện Biên và một số đơn vị phụ trách khác đã cùng triển khai nhiều công trình, phần việc để trang hoàng cho thành phố trước những sự kiện quan trọng của địa phương. Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Biên đã có những cái hoạt động góp phần chỉnh trang đô thị, chỉnh trang điện chiếu sáng. Cụ thể là đối với hệ thống cây xanh thì cắt tỉa những cây xanh mà không còn đẹp, và đối với những cái chậu hoa thì đặt thêm những chậu hoa tươi mới ở ngoài đường phố, đồng thời thay thế những cái hoa héo. Và đối với lại công tác phun nước rửa đường thì công ty sẽ tăng cường, và để thực hiện được cái công tác đấy thì công ty sẽ bố trí nhân lực và trang thiết bị đầy đủ để góp phần thúc đẩy cái công tác vệ sinh môi trường trong tháng này. Trong mỗi phần việc, mỗi công trình, các nhân viên đều phải làm việc hết mình để đảm bảo được khối lượng công việc không nhỏ trong một thời gian ngắn. Chúng tôi phân công việc mỗi người một xe đi thay bồn hoa chăm sóc cây cảnh cho môi trường bên đây xanh đẹp hơn. Vậy thì mình thực hiện bằng cái tinh thần trách nhiệm như thế nào ạ? Cố gắng hết mình ạ. Vì lễ hội Hoa Ban, vì Điện Biên tươi đẹp và xanh đẹp hơn. Ngoài các phần việc nêu trên, việc chỉnh trang tạo cảnh quan môi trường đô thị ở thành phố Điện Biên Phủ dịp này còn được thể hiện thông qua những phần việc như thu gom xử lý triệt để các loại rác thải, chất thải, sơn lại một số công trình công cộng và tiến hành căng treo, đặt các băng rôn biểu ngữ, cờ hoa.
Với cảnh quan môi trường này đã tạo cho toàn dân thành phố thêm hứng khởi trong những ngày trọng đại của địa phương. Và đến đây chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.